Mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ nữ nhà báo và nữ ký giả. Trước hết, nữ nhà báo. Nhà báo là tiếng thuần Việt nên phải dùng văn phạm xuôi. Vì thế, khi một người nữ làm nhà báo thì gọi là nhà báo nữ. Không thể nói nữ nhà báo. Thí dụ, có một nhà báo nữ người Ý vừa bị sát hại. Ngày nay, nhiều nhà báo nữ rất năng nổ. Thứ hai, nữ ký giả. Ký giả là tiếng Hán Việt nên phải dùng văn phạm ngược. Vì thế, khi một người nữ làm ký giả thì gọi là nữ ký giả. Cũng có thể nói nữ phóng viên. Thí dụ, nữ ký giả nổi tiếng người Ý đã từ trần. Báo Tuổi Trẻ có nhiều nữ phóng viên xuất sắc. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ cảm ơn hay cám ơn. Mến chào tạm biệt các bạn.